được, huống là có ý giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ địa giới, chẳng chỉ rõ thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có địa giới, thủy hỏa phong không thức giới có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ vô minh, chẳng chỉ rõ hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ bố thí ba la mật đa, chẳng chỉ rõ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ pháp không nội, chẳng chỉ rõ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ chân như, chẳng chỉ rõ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như cho đến bất tư nghỉ giới có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ thánh đế khổ, chẳng chỉ rõ thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có thánh đế khổ, cho đến thánh đế tập diệt đạo có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ bốn tịnh lự, chẳng chỉ rõ bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ tám giải thoát, chẳng chỉ rõ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ bốn niệm trụ, chẳng chỉ rõ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ pháp môn giải thoát không, chẳng chỉ rõ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Này thiện hiện, về trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ mười địa Bồ Tát. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có mười địa Bồ Tát có thể chỉ rõ được.
Trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ năm loại mắt, chẳng chỉ rõ sáu phép thần thông. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có năm loại mắt, sáu phép thần thông có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ 10 lực Phật, chẳng chỉ rõ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ pháp không quên mất, chẳng chỉ rõ tánh luôn luôn xả. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ trí nhất thiết, chẳng chỉ rõ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng chỉ rõ tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ quả dự lưu, chẳng chỉ rõ quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có quả dự lưu, quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ quả vị độc giác. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có quả vị độc giác có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể chỉ rõ được. Lại nữa thiện hiện, tất cả hữu tình phát biểu ra lời nói là hoặc có sắc, hoặc không có sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng, hoặc thế giới này, hoặc tất cả thế giới khác trong mười phương, các hữu tình ấy tâm an tịnh, hoặc tâm tán loạn, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa đều biết như thật. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác biết như thật tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác do pháp tánh nên biết như thật tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác do pháp tánh nên biết như thật tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác biết như thật trong pháp tánh, pháp tánh còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có tâm an tịnh, tâm tán loạn. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy do pháp tánh nên như thật biết tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác do tận, do ly nhiễm, do diệt, do đoạn, do tịch tịnh, do viễn ly nên như thật biết tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác do tận, do ly nhiễm, do diệt, do đoạn, do tịch tịnh, do viễn ly nên như thật biết tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình?
này thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tận, ly nhiễm diệt, đoạn tịch tịnh, viễn ly, do tánh của tận vân vân còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có tâm an tịnh, tâm tán loạn. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, do tận vân vân nên như thật biết tâm an tịnh, tâm tán loạn của các loại hữu tình ấy. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết các loại hữu tình ấy có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết các loại hữu tình ấy có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết các loại hữu tình ấy có tánh như thật của tâm tham sân si, chẳng phải có tâm tham sân si, chẳng phải lìa tâm tham sân si. Vì sao? Vì trong tánh như thật, tâm tâm sở pháp còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có tâm tham sân si, tâm lìa tham sân si. Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tánh như thật của tâm lìa tham sân si của các loại hữu tình ấy, chứ chẳng phải có tâm tham sân si, chẳng phải lìa tâm tham sân si. Vì sao? Vì trong tánh như thật, tâm tâm sở pháp còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có tâm tham sân si, tâm lìa tham sân si. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si của các loại hữu tình ấy. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm có tham sân si, chẳng phải tâm có tham sân si, chẳng phải lìa tâm tham sân si của các loại hữu tình ấy. Vì sao? Vì hai loại tâm ấy chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm lìa tham sân si, tâm chẳng phải có tham sân si, tâm chẳng phải lìa tham sân si của các loại hữu tình ấy. Vì sao? Vì hai loại tâm ấy chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm có tham, tâm lìa tham, tâm có sân, tâm lìa sân, tâm có si, tâm lìa si của các loại hữu tình ấy. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm rộng của các hữu tình ấy. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm rộng của các loại hữu tình ấy? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm rộng của các loại hữu tình ấy, không rộng, không hẹp, không tăng, không giảm, không đến, không đi, vì lìa tâm tánh nên chẳng phải rộng, chẳng phải hẹp, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải đi, chẳng phải đến. Vì sao? Vì tự tánh của tâm không sở hữu, thì cái gì rộng, cái gì hẹp, cái gì tăng, cái gì giảm, cái gì đi, cái gì đến. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm rộng của các loại hữu tình ấy. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy, không đi, không đến, không sanh, không diệt, không trụ, không dị, không đại, không tiểu. Vì sao? Vì tự tánh của tâm không sở hữu, chẳng phải đi, chẳng phải đến, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải trụ, chẳng phải dị, chẳng phải đại, chẳng phải tiểu. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm lớn của các loại hữu tình ấy. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, chẳng phải đi, chẳng phải chẳng đi. Vì sao? Vì tánh của tâm vô lượng, vô lậu, vô y, như vậy đâu có thể nói là có trụ, có đi, chẳng đi. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm vô lượng của các loại hữu tình ấy.
Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm vô kiến vô đối của các loại hữu tình ấy. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm vô kiến vô đối của các loại hữu tình ấy? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm vô kiến vô đối của các loại hữu tình ấy, đều không có tướng của tâm. Vì sao? Vì tất cả tự tướng của tâm là không. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm vô kiến vô đối của các loại hữu tình ấy. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm vô sắc không thể thấy của các loại hữu tình ấy. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm vô sắc chẳng thể thấy của các loại hữu tình ấy? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm vô sắc chẳng thể thấy của các loại hữu tình ấy, mà năm loại mắt của chư Phật chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì tánh của tất cả tâm là không. Này thiện hiện, như vậy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm vô sắc chẳng thể thấy của các loại hữu tình ấy. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm, tâm sở pháp của các loại hữu tình khác, hoặc hiện, hoặc ẩn, hoặc co, hoặc duỗi. Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm, tâm sở pháp của các loại hữu tình khác, hoặc hiện, hoặc ẩn, hoặc co, hoặc duỗi? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm, tâm sở pháp, hiện ẩn, co duỗi của các loại hữu tình khác đều nương sắc thọ tưởng hành thức mà sanh khởi. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm, tâm sở pháp của các loại hữu tình khác, hoặc hiện, hoặc ẩn, hoặc co, hoặc duỗi. Có nghĩa là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, như thật biết tâm, tâm sở pháp, hiện ẩn, co duỗi của các loại hữu tình khác, hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã, và thế gian là thường, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian là vô thường, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian vừa thường vừa vô thường, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian hữu biên, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian vô biên, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp ngã và thế gian, chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp mạng, tức là thân, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp mạng khác thân, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp Như Lai sau khi tịch diệt, hữu, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp Như Lai sau khi tịch diệt, phi hữu, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp Như Lai sau khi tịch diệt, vừa hữu vừa phi hữu, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Hoặc nương sắc, hoặc nương thọ tưởng hành thức, chấp Như Lai sau khi tịch diệt, phi hữu, phi phi hữu, và cho điều này là đúng, ngoài ra đều sai lầm. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết tâm, tâm sở pháp của các loại hữu tình khác, hoặc hiện, hoặc ẩn, hoặc co, hoặc duỗi. Hết quyển thứ 305.